Don't worry, baby. I'm here. Don't run away, baby. I think we come back at the night to find the kitten again. So it's not easy. Come on, baby. Okay, you're safe now. I'll take you to your house, Lisa. Let's go. Về nhà mới nha. Con này anh đặt tên nó là Luca. Thì em có thể đặt tên mới khác được. Nào quay mặt lại đây bạn. Tạm biệt nha. Em cho nó ăn hạt xong là cơm với hạt.